Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, vài ngày trước đây thì chúng ta, những người Việt Nam quan tâm đến bộ môn cải lương hậu quảng thì đa số mọi người đều thương tiếc và đã xót xa khi nghe tin nam nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã vĩnh biệt cõi đời để về với lại tổ nghiệp. Sự ra đi của ông cũng là một mất mát to lớn trong cái bộ môn cải lương nghệ thuật của Việt Nam chúng ta. Ông ra đi biết bao nhiêu người thương xót, và cái ngày cái đám tang của ông thì khán giả ở khắp mọi nơi của Việt Nam đã kéo về mong rằng thắp cho ông được một cái nén nhang. Đây lần đầu tiên mà Cali Sài Gòn thấy rằng một cái đám tang của một nghệ sĩ cải lương mà được nhiều người khán giả chia sẻ và họ không màng thời gian, không màng nắng trưa cực khổ và đi tiễn ông lần cuối cùng về nơi an nghỉ cuối cùng ở Bình Dương. Và mới đây nữa, cách đây có mấy tiếng đồng hồ thôi, thì lại nhận thêm được một tin buồn nữa trong bộ môn nghệ thuật cải lương của chúng ta. Chắc những người lớn tuổi chút xíu nữa thì không ai xa lạ gì với nghệ sĩ Diệp Lan. Và kính thưa quý vị, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan đã qua đời. Kính thưa quý vị, để trao đổi theo những tờ báo đã đăng thì bây giờ Cali Sài Gòn cũng xin được chia sẻ đến tất cả quý vị. Trao đổi với chúng tôi, vợ nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan cho biết ông ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay gia đình. Mấy ngày qua ông buồn khi hay tin Vũ Linh qua đời. Bà cho biết thêm nghệ sĩ Diệp Lan mất vào khoảng 6 giờ sáng ngày 11 tháng 3 giờ California, Mỹ, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Trước khi mất, ông than khát nước, nhưng khi người nhà mang nước đến thì đã thấy ông ra đi từ lúc nào. Bác sĩ của gia đình sau đó đến nhà và xác định nghệ sĩ cải lương gạo cội đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 11 tháng 3 giờ địa phương. Trong khi đó, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho biết bà nhận thông tin nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan qua đời tại Mỹ từ đạo diễn Diệp Tiên. Hồng Vân không khỏi đau buồn khi nhận tin nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan rời cõi tạm. Bà chia sẻ, chú Diệp Lan ra đi nhẹ nhàng, không đau đớn gì. Chú mệt từ hôm trước, bác sĩ có đến cho chú uống thuốc. Sáng nay, chú mệt và ra đi. Trên trang cá nhân, Hồng Vân đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về sự ra đi của bậc tiền bối. Diễn viên gạo nếp gạo tẻ bộc bạch, vĩnh biệt chú Diệp Lan. Con cảm ơn chú đã đồng hành cùng sân khấu kịch Phú Nhuận từ những ngày đầu mới thành lập. Tiếp theo đó, chú lại giao em Diệp Tiên. Cục vàng của cô chú tiếp tục đồng hành cùng con. Phú Nhuận tạo được thương hiệu là nhờ một phần của chú và em Diệp Tiên. Ơn này còn mang theo suốt đời chú ơi. Chú về với tổ nha chú. Nhiều sao Việt cũng xót xa khi nhận tin nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan qua đời. Diễn viên Gia Bảo viết, vĩnh biệt nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan. Cải lương đau buồn chưa nguôi lại tiếp tục đau buồn, Trác Thúy Miêu bày tỏ. Hiếm hoi lắm mới dùng từ thần tượng, và chắc chắn Diệp Lan là một hảo danh đại tiền bối trong số đó. Xin kính tiễn, diễn viên trẻ Bảo Bảo bày tỏ, lại một cây đại thụ của cải lương về với tổ nghiệp. Em xin chia buồn cùng anh Diệp Tiên và gia đình, còn xin cúi đầu kính tiễn nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan. Nghệ sĩ Diệp Lan tên thật là Dương Công Thuấn, sinh năm 1941 tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Khoảng năm 13 tuổi, ông theo chân cha là thầy đàn Ba Diệp lên Sài Gòn. Theo đoàn cải lương Kim Thoa, vai kép độc ghi dấu ấn đầu tiên của nghệ sĩ Diệp Lan là ở đoàn Kim Chưởng. Trong cái vở mà Hai Chiều Ly Biệt, nghệ sĩ Diệp Lan được xếp vào hàng kép độc hay nhất của sân khấu cải lương.
Nhắc đến Diệp Lan thì không thể không nhắc đến các vai diễn ấn tượng như ông Sáu trong Nửa Đời Hương Phấn, Hải Lâm trong Áo Cưới Trước Cổng Chùa. Vai một lão năm đồng, vai một lão, lão nông mới nghe, nông nghiệp, Đồng Tháp trong Người Giữ Mộ, ông Hội Đồng Thăng trong Vở Đời Cô Lựu năm 1963. Nghệ sĩ Diệp Lan đoạt giải Thanh Tâm, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 2003. Nhiều năm qua, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan mắc bệnh Parkinson, thỉnh thoảng lúc nhớ lúc quên. Tuy nhiên, khi nhắc đến các vở diễn của mình, nam nghệ sĩ gạo cội đều nhớ rõ từng lời ca, tiếng hát. Nhiều đêm anh Diệp Lan ngủ nằm chiêm bao, thấy mình trên sân khấu, rồi lại ca vu vơ. Có khi đứng dậy múa hát, cũng có lúc ảnh ca lớn khiến cả nhà giật mình. Thật sự niềm đam mê đã ăn vào máu của ảnh rồi. Anh Diệp Lan nhớ nghề lắm, chắc vì anh xa nghề lâu quá nên nhớ, nhưng đành chịu vì hoàn cảnh gia đình thôi. Vợ của nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan từng chia sẻ với báo Thanh Niên như thế. Như vậy là trong bộ môn cải lương, nghệ thuật sân khấu lại mất đi một cây đa, một cây đầy nữa. Thật ra mà những nghệ sĩ về hưu rồi mà sống ở Mỹ đó, các bạn theo mình biết rất là buồn các bạn. Như chị Ngọc Đáng nè, rồi bây giờ tới nghệ sĩ Diệp Lan nè. Ở Việt Nam á, mình còn đi ra đi vô, rồi còn có thể lâu lâu lui tới trên sân khấu, rồi có thể làm chuyện này chuyện kia. Nhưng mà ở Mỹ này buồn lắm, rất là chán, buồn luôn các bạn. Nhưng có một cái vấn đề nữa là ở bên Mỹ này khi mà mình tuổi già rồi đó, rồi mình có thể vào, khi mà vào được quốc tịch rồi đó, rồi thì mình được đi khám bệnh nhà nước lo. Chứ ở Việt Nam mà những cái chứng bệnh nặng đó các bạn thì tiền đâu mà chịu cho nổi. Theo như tờ báo Giải Trí Sân Khấu có viết, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, ông Hội Đồng Thăng của cải lương Đời Cô Lựu, qua đời ở tuổi 82 vào khoảng 6 giờ ngày 11 tháng 3 tại California. MC Jimmy Nhật Hà cho biết được vợ ông, bà Thu Phong, thông báo nghệ sĩ qua đời lúc 6 giờ ngày 11 tháng 3, khoảng 21 giờ giờ ở ngoài Hà Nội sau một cơn đau tim. Những năm cuối đời, sức khỏe của ông không tốt, lúc nhớ, lúc lại quên. Ông bị bệnh tim, phôi khóa mạch máu, phải uống thuốc hàng ngày, chứng Parkinson khiến tay chân run rẩy. Bà Thu Phong cho biết, dù đi lại khó khăn, chồng bà tự làm mọi việc, không muốn phiền hà bất cứ người nào hết. Thi thoảng thì hai vợ chồng đến thăm những đồng nghiệp cũ ở bang California, ôn kỷ niệm nghề ca cải lương. Định cư từ lâu ở Mỹ, Diệp Lan luôn đau đáu nhớ sân khấu trong nước. Có đêm tôi mơ thấy mình còn đi hát. Nhiều khi giật mình tỉnh giấc, tưởng đang hát sai tuồng. Tôi vui nhất khi nghe tiếng vỗ tay của khán giả và buồn nhất khi tấm màn nhung sân khấu khép lại. Ông đã từng tâm sự như thế. Và ông đã từng có ước mơ về sức khỏe để được về nước thăm sân khấu. Là một người nghệ sĩ mà phải rời xa sân khấu, phải rời xa quê hương, rồi lưu lạc ở nước xứ ngoài, thì dĩ nhiên ông rất đau đáu nhớ về sân khấu và nhất là nhớ đến những người bạn đồng nghiệp. Nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, tên thật là Dương Công Thuấn, sinh năm 1941, là nghệ sĩ cải lương sân khấu, diễn viên điện ảnh, đạo diễn. 8 tuổi, ông theo cha là thầy đờn Ba Diệp đi theo đoàn cải lương Tam Phùng. Không muốn con trai nối nghiệp đàn, chỉ đứng sau sân khấu. Cha ông tìm thầy dạy cho ông hát. Sau đó, nghệ sĩ Diệp Lan được đóng những vai nhỏ. Sau này, khi cha nghệ sĩ Diệp Lan bệnh nặng, qua đời ở quê nhà, ông quay lại Sài Gòn. Tiếp tục theo nghiệp cầm ca. Sau đoạn Kim Thoa,
ông tiếp tục hoạt động vào các đoàn như là Việt Hùng, Minh Chí, Phụng Hảo, Ba Vân. Năm 1962, ông gia nhập đoàn Kim Chưởng. Ông có nhiều vai diễn thành công như Hội đồng Dư trong Tiếng Hò Sông Hậu, Hội đồng Thăng trong Đời Cố Lựu, Lê Quý là Tâm Sự Ngọc Hân, Trung Sĩ Tám Tìm Lại Cuộc Đời, Lê Xuân Giác Tiếng Sống Rạch Gầm, ông nội trong vở Cây Lẻ Bàn, ông hai Đàn Ca Tri Kỷ, ba của Hương trong Nửa Đời Hương Phấn. Năm 1963, ông đoạt giải Thanh Tâm cùng năm với Bạch Tuyết, Mộng Tiền, Trương Ánh Loan và Tấn Tài. Ông được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 2003. Năm 2009, ông cùng gia đình sang Mỹ định cư. Con trai nghệ sĩ Diệp Lan là Diệp Tân, nối nghiệp ông theo sân khấu với vai trò là đạo diễn. Mình nhớ có một người luôn luôn hay nhắc tới nghệ sĩ Diệp Lan, đó là anh Châu Thanh. Anh Châu Thanh nói rằng cái lúc mà anh ở trên Sài Gòn này, lúc mà đang cải lương đang xuống, không có còn thịnh hành gì mấy đó các bạn. Trong thời gian đó thì anh Châu Thanh lại có một cái tiếng ca rất là lạ. Thì được nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan dìu dắt và khuyên bảo rằng nên theo cái đuổi nghề nghiệp này, tại vì anh Châu Thanh có một chất giọng lạ hay. Nhưng mà thời chưa đến thì anh Châu Thanh hát không có bao nhiêu lương hết trơn á. Rồi anh Châu Thanh xin phép được nghỉ đi về quê để làm lại cuộc đời. Thì trước khi về thì nghe anh Châu Thanh kể lại là nghệ sĩ nhân Diệp Lan có dúi anh một ít tiền và bảo rằng anh về quê nhưng mà hãy ráng trở lại Sài Gòn đi để tiếp tục con đường nghệ thuật, tại vì cái giọng của anh Châu Thanh thế nào cũng sẽ thành công trong cái bộ môn nghệ thuật cải lương này cho coi. Thì sau đó cũng nghe lời nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan và anh đã trở về lên Sài Gòn và bắt đầu gia nhập vào những đoàn cải lương, và sau đó anh đã thành công. Luôn luôn lúc nào anh cũng nhớ đến cái lời dặn dò của nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, làm giống như một người anh, một người thầy, luôn luôn dạy bảo đàn em và lúc nào cũng khuyên bảo cho một người mà nghệ sĩ nhân dân đã thấy đây là một viên ngọc, nếu mà được mài dũa thì sẽ được thành công. Vâng, đúng như là dự đoán của nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, và sau này Châu Thanh đã là kép chính và thành công trên con đường nghệ thuật sân khấu. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với lại Cali Sài Gòn chia sẻ thêm một tin buồn trong cái bộ môn nghệ thuật cải lương. Một nghệ sĩ gạo cội đã ra đi, xin chia buồn cùng với lại gia đình nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan.